Ủa con. Ủa vậy chú có tới lộn nhà không? Cho chú hỏi tại sao con lại muốn điều khiển xe từ xa mà thuần thục hay như thế nào đó, tại sao vậy? Tại vì là con không có, con là cái tiếng kinh nhẫn á. Rồi, thế bây giờ chú vẽ một đường nha. Con đi một vòng tròn này cho chú xem. Đi vừa phải chậm thôi chứ không cần đi nhanh. Dạ là con muốn là còn là điều khiển xe này, còn và rồi á, còn và thách đấu với một người nào đó. Wow. Hồi nãy lúc con chạy một cái đường thẳng đúng không, vẹo đúng không? Bây giờ mình chạy một cái đường zig zag. Con là Nguyễn Song Huy, con muốn thách đấu với một trong những người. À rồi chú chấp nhận, con có thể thử mang xe con ra đây. Tôi cũng mấy chú tham khảo. Xe đây. Rồi. Bây giờ bé muốn phân thách đấu với chiếc xe này, anh có chấp nhận không ạ? Rồi, nếu vậy thì anh sẵn sàng anh chấp nhận. Chấp nhận ạ. Bây giờ là con sẽ thách đấu một chiếc xe của con và chiếc xe của chú Phú đây nha. Tuy xe của em nó nhỏ nhưng mà khả năng là... Có thể có vỏ. Có vỏ. À, rồi, thôi chúc con may mắn nha. Con đã đi thách đấu thì phải tự tin chứ. Rồi, chúng ta cố lên ha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa? Trời ơi, cái sao? Lại.